sinh nhật tất cả mọi người. Chúc mừng sinh nhật. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media thực hiện với sự tài trợ của Vinaphone. Quý vị và các bạn thân mến, rất vui được gặp lại quý vị. Một tuần nữa lại trôi qua và hy vọng chương trình hôm nay sẽ có thật là nhiều niềm vui, cống hiến thật nhiều niềm vui đến cho khán giả. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ tiếp tục ba thí sinh trong ngày hôm nay. Xin mời quý vị hướng về màn hình xem ba thí sinh sẽ giới thiệu về họ. Thí sinh đầu tiên: bộ đồ đỏ tôi bị nghi là gái, dĩa anh hào trong bộ áo rằn ri. Lúc trưởng thành ai cũng khen ra dáng, đẹp thế này mà chẳng có cô nào mê. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Ngọc Sơn. Thí sinh thứ hai: ung dung đứng cạnh bờ kè, nghĩ qua nghĩ lại chẳng còn một ai. Khoanh tay giữa chốn đông người, quyết tâm kiếm được cho mình một cô. Sau khi cưới được nàng rồi, chồng thì ẩm nhóc, vợ thì shopping. Chúc mừng sinh nhật Hà Quốc Hùng. Thí sinh thứ ba: tóc bùm bê chẳng biết trai hay gái, áo caro tay vẫy xin chào. Tóc da bạc vì nuôi con lớn, trung hiếu này nguyện sống đền ơn. Chúc mừng sinh nhật Nguyễn Trung Hiếu. Với những lời giới thiệu thật là ngộ nghĩnh và quý vị biết rằng bây giờ khán giả đang rất nóng lòng muốn gặp mặt ba thí sinh của chúng ta. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ giao lưu trực tiếp với họ. Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Sơn. À, xin chào. Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc sinh nhật thật vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh rất nhiều. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em đang hoạt động trong nhóm nhạc ở Thành phố Hồ Chí Minh, đó là nhóm Melody. À, nhóm Melody. Dạ. À, bạn thường hát giọng cao, trầm hay là thấp? Dạ thì giọng của em là giọng trầm. Bạn cũng là ca sĩ Ngọc Sơn. À, Nguyễn Ngọc Sơn. Đây là Ngọc Sơn mà đây là ca sĩ hát nhạc trẻ. Kia là Ngọc Sơn hát dân ca. Bạn có muốn chứng minh bài hát nào mà bạn có thể là hát coi như gần gần ngang bằng với Ngọc Sơn? Vâng, để có vui cho chương trình chúc mừng sinh nhật thì Sơn cũng xin gửi tặng quý vị khán giả một ca khúc. Ca khúc gì bạn? Cũng có tên là chúc mừng sinh nhật. Chúc mừng sinh nhật. Vâng. Bài này Quỳ Linh và anh bạn của Quỳ Linh tên anh Hưng, anh rất cũng rất thích. Chúc mừng sinh nhật. Dạ, chúng ta hãy cho một tràng pháo tay cho bạn Nguyễn Ngọc Sơn. Xin mời bạn. Ngày hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta mừng sinh nhật. 1, 2, 3 ta cùng thổi tăng lên. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Woo! Thôi chưa nhiều. Còn nữa bạn? Hết rồi ạ. Được, còn bạn hát nữa đi, bạn hát hay lắm. Cảm ơn bạn rất nhiều. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ, đến đây với bạn gái của em và những người bạn của em. Bạn gái và gia đình của bạn. Chúc bạn một ngày thật là may mắn. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin chào anh. Dạ, chào chị Linh. Dạ. Anh đến đây với một cái mong muốn gì? Hôm nay thì tôi đến đây thứ nhất là mới mong muốn là giải thưởng hay là niềm vui, đem cái niềm vui của cá nhân mình cũng như các bạn cùng chơi đến với tất cả quý vị đang ngồi trong trường quay này. Sau đó thì mới nghĩ tới vấn đề giải thưởng, có hay không có thì cũng không quan trọng. Giải thưởng không quan trọng. Vâng, quan trọng là niềm vui. Đúng, có vậy. Niềm vui chúng ta sẽ có tất cả. Đúng vậy. À, và trước khi đi thì vợ con có dặn điều gì không ạ? Trước khi đi thì bà xã có nói rằng là anh ráng đi thi cho tốt. Rồi cái gì về thì em thưởng anh một cái bánh kem. Đi thi không biết có giải không, đi thi cái đã, đi thi về thưởng cái bánh kem. Đúng vậy, hay quá ta. Bà xã này hay thiệt đó nha, chứ không phải là nó anh đi thi thì nhớ cố gắng đem tiền thưởng về, cái này là không hay. Cái câu đó thì thú thật là cổ không có nói. Và hôm nay anh đến đây với gia đình của anh. Mình đến với gia đình nhỏ của mình, bà xã với đứa bé. Gia đình của anh, chúc anh một ngày thật là may mắn. Cảm ơn Quyền Linh. Chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh. Bạn đang làm nghề gì? Dạ em vừa mới tốt nghiệp khoa Hàng Hải của trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.
Và ra trường bạn sẽ xin về cơ quan nào? Dạ, dự định của em là xin đi tàu. Xin đi tàu? Vâng, em là gọi là tàu Biển Dương đúng không bạn? Vâng ạ. Bạn có thích đi tàu Biển Dương không? Dạ, thích mà. Tàu Biển Dương là một... mình đi để mình đi là vừa làm việc mà vừa đi du lịch khắp các nước đúng không ạ? Vâng, đúng ạ. Còn anh xin... Bạn ở tại thành phố Hồ Chí Minh là quê ở đâu? Dạ, quê của em ở Khánh Hòa. Khánh Hòa, Nha Trang? Dạ, em ở thị xã Cam Ranh. Cam Ranh? Dạ. Quê bạn có đặc sản là gì bạn? Dạ, quê em thì đặc sản thì cũng chỉ là đồ biển thôi ạ. Tôm, cá, mực này kia. Vâng, tất cả đồ biển. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ, em đến với bạn của em ạ. Bạn của bạn. Chúc bạn một ngày thật là may mắn. Vâng, chúc cảm ơn một lần. Vâng, cảm ơn. Kính thưa quý vị, như vậy là ba thí sinh đã giới thiệu về họ và ngay bây giờ chúng ta sẽ theo chân họ đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật để tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật và ba thí sinh sẽ trả lời ba câu hỏi. Trước khi trả lời câu hỏi này, ba thí sinh sẽ xem phim và xem những hình ảnh về các vị khách mời, trả lời câu hỏi bằng cách là đoán của các vị khách mời. Nếu như mỗi câu hỏi đoán đúng, thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Và đầu tiên thì chương trình chúc mừng sinh nhật sẽ tặng cho ba thí sinh mỗi người âm 5 điểm. Chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên, câu hỏi số 1. Đã tốt nghiệp đại học ngoại thương nhưng con đường anh chọn không phải là kinh doanh mà là âm nhạc. Nam ca sĩ Đức Tuấn. Xin hỏi năm nay ca sĩ Đức Tuấn bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Đức Tuấn, một gương mặt không xa lạ gì với chúng ta, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải đoán tuổi của Đức Tuấn bao nhiêu. 27, 30. Bên kia bao nhiêu? 27 luôn. 25. Ngọc Sơn đoán bao nhiêu? 27. 26. 27 luôn. Chúng ta hãy xem đáp án. 28. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Các bạn thân mến, chị là một trong những dòng ca nữ đã thể hiện rất thành công những tình khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đàn hay, hát giỏi. Xin hỏi năm nay ca sĩ Quỳnh Lan bao nhiêu tuổi? Ca sĩ Quỳnh Lan rất quen thuộc với chúng ta với cây đàn guitar và với giọng hát rất là truyền cảm. Xin mời khán giả tư vấn cho thí sinh đi ạ. Bao nhiêu? 33. Bao nhiêu con? 25. Con anh Hùng nói 25. Bên đây bao nhiêu? 30. Ở bên kia khán giả cho là bao nhiêu? 28. 31. Anh Quốc Hùng 33. Bạn Trung Hiếu 34. Và Ngọc Sơn 35. Để xem Quỳnh Lan bao nhiêu tuổi? 36. Còn câu hỏi cuối cùng của vòng 1, chúng ta hướng về màn hình. Đã từng là người mẫu chuyên nghiệp, giờ đây Hiện Hùng dành hết thời gian cho các vai diễn ở sân khấu kịch 5B và các bộ phim truyền hình. Các bạn hãy đoán xem Hiện Hùng lúc này bao nhiêu tuổi? Diễn viên điện ảnh và sân khấu Hiện Hùng rất quen thuộc với chúng ta, nhưng bây giờ chúng ta phải đoán Hiện Hùng trong hình. Trong hình chứ không phải là hiện bây giờ ở ngoài đời. Xin mời khán giả đưa ra suy đoán của mình ạ. 30, 35, 32, 25, 27, 33. Chúng ta đã kết thúc và như vậy là bạn Trung Hiếu 27, anh Quốc Hùng 33 và bạn Ngọc Sơn 26. Đáp án 24. Chúng ta đã kết thúc vòng 1 với 3 câu hỏi và mỗi thí sinh sẽ có suy đoán khác nhau. Bây giờ chúng ta cùng nhau chúc mừng cho người có số điểm thấp nhất, đó là bạn Ngọc Sơn. Chúc mừng bạn. Happy, happy, happy birthday. Một ngày tươi vui đến với em tuyệt vời. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 2, thí sinh vẫn là đoán tuổi của các vị khách mời, nhưng lần này không phải đoán một người mà có khi đoán 5-70 người, đoán cả gia đình của khách mời hoặc là những người bạn của khách mời. Mỗi lần đoán đúng một câu hỏi, thí sinh sẽ nhận được âm 10 điểm. Cố gắng lên nha. Và sau khi kết thúc vòng 2, chúng ta phải chia tay hai thí sinh và chào đón một thí sinh đến với vòng đặc biệt.
Đây là cơ hội đến với chúng ta. Vòng 2 bắt đầu với câu hỏi số 1. Và tất cả quý khán giả thân mến, đây là dàn hàng kim của Mỹ Chi. Nè, nhớ tới ủng hộ nhà hàng nha. Và bây giờ Mỹ Chi xin giới thiệu, đây là con gái của Mỹ Chi. Em xin chào mọi người. Em có một câu hỏi, đoán tổng số tuổi của hai mẹ con em là bao nhiêu? Đoán đúng có thưởng nha các bạn. Nhớ có thưởng nha các bạn nha. Chúng ta sẽ đoán ra vì chúng ta đã nhìn chị rất là nhiều lần trên TV và đã gặp đâu đó. Nhưng con gái thì không biết. 73, 72, ở bên kia 75, 70, Ngọc Sơn 82, anh Quốc Hùng 76, mạng cho là Mỹ Chi bao nhiêu? Mỹ Chi cũng 50. 50 con gái. Con gái 30 à? Câu dữ vậy. Con gái sẽ măng à. Để xem nha, Mỹ Chi sẽ trả lời câu hỏi này. Xin mời diễn viên hài Mỹ Chi. Nay 85 tuổi. Ý quên giờ không phải, giờ 58 tuổi. Còn em là 32 tuổi. Tổng cộng là 90 tuổi. Ta đoán nhỏ tuổi quá. Còn một cơ hội cuối cùng. Câu hỏi số 2 của vòng 2 bắt đầu. Xuân Trang, chàng nghệ sĩ đa năng, hàng đêm anh có nhiều vai diễn chính ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Và hiện nay anh còn tham gia nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình nhiều tập. Và đây là bức ảnh mà Xuân Trang đã chụp chung với bố cách đây nhiều năm. Xin hỏi tổng số tuổi của hai bố con lúc đó là bao nhiêu? Nếu ai là khán giả của môn nghệ thuật sân khấu cây lương thì chắc chắn ta rất rành về diễn viên nghệ sĩ ưu tú Minh Châu. Và Xuân Trang là con của Minh Châu. Chúng ta nhìn kỹ hình ảnh bây giờ là Minh Châu và con lúc trong hình nha, chứ không phải là ngoài đời. 38. Số mấy? Số mấy là số đẹp nhất nào? 70. 38. Bà Ngọc Sơn là số 38. Anh Quốc Hùng 40. 39. 38, 39, 40. Có lẽ là mình có cảm giác là hôm nay mình đúng. Câu hỏi này mình đúng. Nếu như anh đúng thì anh sẽ có cơ hội đến với vòng đặc biệt. Cảm ơn Quyền Linh. Cố gắng lên. May mắn không biết có thuộc về anh hay không. 38, 39, 40. Sau đây là đáp án. 49 tuổi. Và không biết may mắn sẽ thuộc về ai đây. Ai sẽ là người có cơ hội đến với vòng đặc biệt? Xin chúc mừng bạn. Bạn sẽ là người đến với vòng đặc biệt với vai trò cổ động viên. Và bạn sẽ nhận được giải thưởng là bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu đồng, chúc mừng bạn. Cảm ơn anh đã đến đây. Và anh sẽ nhận được giải thưởng là bao nhiêu chưa biết. Xin mời anh. Cảm ơn bạn Ngọc Sơn đã có một bài hát chúc mừng sinh nhật thật hay. Và cảm ơn bạn đã có mặt trong ngày hôm nay. Bạn muốn là bao nhiêu? 2 triệu, 3 triệu hay là có cơ hội nhận 50 triệu? Chắc 50 triệu anh. 50 triệu hả? Hy vọng là như vậy. Và điều đó là chính xác. Bạn sẽ có cơ hội nhận cái giải thưởng là 50 triệu đồng. Bạn và cuối cùng sẽ nhận giải thưởng là 2 triệu đồng. Cảm ơn. Xin cảm ơn bà thí sinh. Và xin chúc cho bà thí sinh thật nhiều sức khỏe. Xin chúc cho những ai có sinh nhật trong tuần này. Chúc mừng sinh nhật.